Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ, đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói chú đó nha. Chú coi chừng tôi á, cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thật ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ, nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn làm sao, răng nghiến làm sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp, hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng á, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nghe, không có xíu gì hết. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi. Sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lạy Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xinh xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm nó có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại.
Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Đệ tử ở trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy, ta với mi thấy nhau. Tại sao người đệ tử, tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó, đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chối cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường, biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu. Tại cô đó cũng thương anh này, và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó, thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi. Khác cái tên gọi thôi. Ví dụ như quý vị nói: trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình. Nó: thầy đâu có khổ gì đâu. Nó: dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa. Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình. Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng, cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trò cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói: tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma. Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận nó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, thì cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y.
bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số. Cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho nên đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ, để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi, rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta, thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói đó, hận thù. Hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua, rồi mình để trong lòng lâu ngày, cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình hận quá rồi, mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận, tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp, mình hại người ta, ta chết, nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong người ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình nghẹn, mình không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta, đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn.
Thế đại chúng hồi nhỏ và đi tu á, Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắt. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Phú Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, biết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không, người ta có biết mình có biết không. Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn, mà ai phone hoài nó mệt ghê, tối ngày phone hoài. Và nhiều lúc mình gần nói khổ lắm, phone hoài kiếm hoài, nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone quá trời, cho quá trời mà không thấy iPhone trơn. Cho nên khi mình sống đó, mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào đó, trong đầu mình nó để cái đó rồi tối mình chim bao. Rồi mình giận một người bạn phải không, mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ, trời ơi chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chiêm bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh nghĩa là sống. Đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh. Qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Bài vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ, mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, có nhớ, có buồn phiền gì nữa hết à. Bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 8-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hoài chọc mấy bác bên Mỹ hoài vậy. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi với nó, cha tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn. Thì quý vị cứ nghĩ con có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng thựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói với thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha. Thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Phải nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa.
Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan khoan, để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có bà cụ bà quỳ trước tượng Phật, bà nói: Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú nghe vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng chú nói: được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói: ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út. cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ông chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa. Sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Này, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu, chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó vậy thôi cho nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó. Chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền. Vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt. Mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt, đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo. Vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt.
Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm một điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mình mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng: breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mình đi đánh bài về thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực mình tốn tiền, mình bực mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Còn mình mà đi đâu mà không đúng mà về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng kinh, bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh, rồi kinh, rồi tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện. Cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá. Bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Thôi thì hôm nay chúng ta học một cái bài học, là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật, là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ hồi nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng.
Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là tự, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi và diễn đạt bằng hai câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình hai câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tích tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có. Mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling. Dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Vậy là present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời đó Pháp Hòa có làm bài thơ: chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người. Cái tốt của người lại là cái xấu của mình. Thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là.
Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết. Đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó. Nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó. Mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có cái duyên sao tự nhiên nó tới với mình. Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Tại sao người ta cũng 24 giờ mà ta làm được nhiều việc, mình 24 giờ mà không việc gì mình làm được hết? Là do mình phải sắp xếp thôi, phải không? Thành phố buồn nhớ không em, thành phố buồn nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Thưa đại chúng, trong truyền thống của Phật giáo đó, chúng ta có rất nhiều những vị Phật. Dĩ nhiên là chúng ta có một Đức Phật chính, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một con người có thật ở trên cái quả đất của chúng ta đang sống. Ngoài ra chúng ta còn biết đến Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, cũng như tất cả những vị Phật khác. Thì sở dĩ chúng ta biết được tất cả những vị Phật khác là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Cũng giống như quý vị không có đọc, có một số quý vị không có đọc tiếng Anh, hay là có một số quý vị không có phương tiện đọc báo, thì ai đó biết được những cái người nào trên thế giới làm những việc hay thì giới thiệu cho mình biết, rồi mình noi theo những cái công hạnh của các vị đó. Thì cũng giống như vậy, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta nhiều Đức Phật và nhiều vị Bồ Tát. Và trong Phật giáo đó, mỗi một Đức Phật, mỗi một vị Bồ Tát là biểu tượng cho một cái hạnh để tu. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca là cái hạnh của Ngài là siêng năng tinh tấn, dù khó khăn Ngài cũng không lui sụp. Cho nên mình mới học lịch sử Ngài, trong khi mà Ngài 6 năm Ngài tu, biết bao nhiêu những cái gian khổ mà Ngài vượt được để Ngài thành tựu được quả Phật đó. Rồi Đức Phật Di Lặc, quý vị nhớ Đức Phật Di Lặc không? Mỗi Tết mình hay kỷ niệm Ngài đó, bụng to rồi cười, tượng trưng cho sự hoan hỷ. Đức Phật đó là tượng trưng cho cái hạnh vui vẻ, hoan hỷ, lúc nào cũng cười. Và quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó bu xung quanh Phật Di Lặc á, đứa thì móc mắt, đứa thì môi tai, đứa thì móc mũi, đứa thì móc miệng, nhưng mà Ngài vẫn hoan hỷ. Ở đây những đứa nhỏ là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mỗi ngày chúng ta tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng lỗ tai, tiếp xúc bằng lỗ mũi, tiếp xúc bằng cái miệng. Mà thường ngày, không có ngày nào mà chúng ta không sử dụng sáu giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Có không? Ngày nào mình cũng dùng năm cái này hết. Mà nếu mình không khéo thì mình khổ. Tại vì mình thấy cái gì mình cũng bực, mình ngửi cái gì mình cũng ghét, mình nghe cái gì mình cũng không thích. Rồi thành thử ra mình buồn phiền mỗi ngày. Nhưng mà nếu chúng ta biết trở lại, chúng ta chấp nhận và nhận diện những cái gì xung quanh thì chúng ta hoan hỷ vui vẻ.
Ví dụ như người ta nói mình, người ta mắng mình, ví dụ vậy đó, cái mình nói chị coi đó, nó mắng tôi vậy nghe được không? Thì mình nghe được mình mới giận đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng tại sao mình có lỗ tai, mình chỉ nghe là được rồi, còn cái lời đó người ta nói không thích thì mình buông ra, xả, cho nên vui vẻ. Còn nếu mình trách thì mình khổ. Mà nếu mà lỡ mai chiều mình lãng tai, mình hư cái căng tai rồi, mình không nghe được, cái lúc đó khổ hơn. Thành thử ra nhờ mình có quán chiếu như vậy, cho nên mỗi ngày mình tập, mình sống nó an lạc hơn. Ngày hôm qua chúng ta nói nhà Phật có cái từ là, có cái danh từ là tự tại. Tự tại là gì? Tự tại tức là mình không bị dính mắc, không bị dính mắc, không bị chấp trước, không bị ràng buộc bất cứ cái hoàn cảnh gì. Ở trong cuộc đời này mà nếu chúng ta không tập một phần nào của sự tự tại thì chúng ta khổ. Cho nên đó, bây giờ trở lại Đức Phật Dược Sư, thấy không? Dược là gì? Dược là thuốc, sư là thầy. Như vậy thì Dược Sư nghĩa là thầy thuốc. Dược Sư là thầy thuốc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, tất cả chúng ta đang ngồi đây, có người nào dám giơ tay nói tôi không có bệnh không? Không có. Người nào cũng có bệnh hết á. Không bệnh thân thì cũng bệnh tâm. Chứ người nào mà không bệnh đâu. Thành thử ra nếu như á, mà cái tâm mình á, mà không có cái phương pháp để điều trị, thì cái tâm bệnh nó khổ ngàn lần cái thân bệnh. Bởi vì cái thân, thí dụ Pháp Hòa nói, ví dụ như nhức đầu, uống 2 viên Tylenol có thể hết. Mà nhức tim 2-3 ngày ngủ không được, mấy tháng ngủ không được, thấy không? Thí dụ như mình tiêu là đau đầu do thời tiết, do thiếu ngủ, uống thuốc, uống cà phê gì đó hết. Nhưng mà người ta nói một câu nghe đau đầu, về chịu không nổi, khổ sở. Thành ra cái khổ tâm á, là chắc chắn thế nào cũng sẽ có. Mà mọi cái từng cái lứa tuổi, và hãy chúng ta dính mắc chừng nào thì cái tâm mình khổ nhiều chừng đó. Mình hãy mình vướng nhiều chừng nào thì cái tâm mình khổ nhiều chừng đó. Cho nên không thể thiếu một Đức Phật Dược Sư. Bởi vì ai cũng muốn sống khỏe, ai cũng muốn chết tốt. Thử hỏi có phải không? Người nào cũng mong vậy đó. Tôi mong sao nữa tôi chết làm sao, biết không? Đau một giây, chết bao lâu? Chết một giờ. Ai cũng nói vậy đó. Tôi muốn tôi nữa đau một giây, chết một giờ. Nếu mình muốn được như vậy thì mỗi ngày mình phải uống thuốc. Uống thuốc gì? Uống thuốc buông xả. Trong kinh nãy mình nói đó, thật ra chúng ta không có bệnh, nhưng mà tại vì mình chiêm bao thấy mình bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc. Đến lúc tỉnh với chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, thì huống chi thầy với thuốc. Nếu mình không bệnh thì đâu cần thuốc, mà không bệnh thì cũng không cần thầy. Sở dĩ chúng ta cần thuốc, cần thầy là vì chúng ta mắc bệnh. Mà cái bệnh của chúng ta là gì? Nhớ không? Cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa sắc đẹp. Cái hồi nãy đọc một lô bệnh không nhớ hả? Đọc một lô bệnh nãy đó. Mà mấy cái đó kiểm coi thế nào cũng phải vướng 1-2 à, chứ không có thể nào nói tôi không có ai dám giơ tay tuyên bố là tôi không bệnh. Cái bệnh phá phạm thi la, thấy không? Thi la tức là giới đó. Chạy xe thì cũng thích over speed mà không thích trả ticket. Chỗ người ta không cho đậu xe cũng nhào vô đậu, đậu ra lãnh cái ticket cái chửi. Rồi nhiều khi ở đây mình xung quanh đây đậu xe rồi người ta kêu mình, rõ ràng người ta để cái bảng không được đậu, mà rồi mình gấp vô chùa quá, mình muốn vô chùa lại Phật cho kịp giờ đậu ẩu. Đậu ẩu ra cái vị tích kịch phạt, có nói trời ơi đi chùa mà xui quá. Anh đi đâu mà anh không giữ luật thì xui cũng giống nhau à. Không, giờ anh lại Phật gì cũng vậy thôi. Chứ mà không chịu uống thuốc.
Uống thuốc là mình phải giữ luật, mà người có giữ luật thì đâu có phạm, thấy không? Thành thử ra hồi nãy nói đó, cái bệnh không tu trai giới, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh ham hố ơi thơm và thơ sắc đẹp, ưa thích đụng chạm, vân vân, thì tất cả những cái bệnh đó thế nào trong cuộc đời của ta? Bệnh có, và tùy theo cái tuổi nữa. Nhỏ nghiền theo nhỏ, giống như bây giờ quý vị thấy mấy đứa nhỏ không, đi đâu nó cũng cầm cuốn kinh đó, cuốn kinh iPad. Và bây giờ ba má nó giờ mặc dù trong bụng không thích nó chơi game, mà bây giờ mình muốn yên thân chơi bài, cái dục cho nó cái iPad để nó chơi game, đừng làm phiền mình. Còn tới còn cầu cổ má hoài, con má xui quá, cho nó cái iPad nó ngồi. Cho nên thì mình tụng nè, dược sư là gì? Tức là Nam Mô là chúng ta hướng về dược sư, tức là vị thầy thuốc. Lưu ly là gì? Là một trong bảy chất báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mấy cái kia mình giới không tới rồi, đa số bây giờ vàng, bạc thì có. Trong bảy thứ mà con người mình có thể kiếm được, vàng, bạc, lưu ly, có chút chút hột xoàn á. Lưu ly là những cái gì nó trong trẻo, nó óng ánh. Mà Đức Phật này á, là Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly. Tại vì chữ lưu ly là tượng trưng cho sự trong suốt cả thân và tâm. Và thế giới của Ngài, cái môi trường sống của Ngài, cái cõi của Ngài sống cũng là thế giới lưu ly. Và thưa đại chúng rằng tất cả nơi chốn nào có sự bình an thì nơi đó là tịnh độ hết, chứ không phải chỉ có Phật Di Đà. Dược sư Phật có tịnh độ của dược sư Phật. Bây giờ mình ngồi đây, quý vị có tịnh độ, mỗi người chúng ta đều có tịnh độ của mình không? Có. Nhưng mà tại vì mình không có thích ở trong tịnh độ của mình, mình để cho cái cõi tịnh độ mình đâu cửa mở trống, cho nên rác rưới nó đi vào. Cho nên bao nhiêu phiền não cái mình đến đâu này, cõi ta bà uế trượt. Nhưng mà thiệt sự ra cõi tịnh độ là gì? Tức là cái tâm của mình. Thật ra cái tâm mình vốn nó yên tĩnh. Phong vào ví dụ á, nếu mà mình không có giao tiếp bên ngoài nhiều á thì mình yên. Mình càng giao tiếp ngoài thì sao? Không yên. Bây giờ thực tế thôi, quen nhiều thì người ta mỗi lần tiệc ta phải gọi phone, người ta mời. Bây giờ phó dụ, bây giờ mình phải quen 10 người, không lẽ một cái lễ Noel không có một trong 10 người này kiếm mình để đi ăn tiệc sao? Rồi mình ăn không rồi mình không trả lễ đâu được, cái bữa khác mình phải kiếm một tuần nào đó trống trống thì mình mời người ta lại. Nhiêu đó thôi, chỉ cần thù tạc vãng lai thôi là mình cũng đã không yên rồi. Chưa nói mỗi một cái lễ là phải suy nghĩ coi tặng cái gì, làm một cái danh sách ông năm, ông a bà bảy gì đó, mà phải tặng cho đúng món quà đó nghe. Người này 60 tuổi quà gì cho nó hợp. Trời ơi, nội cái mùa lễ mà đi shopping không cũng nhức đầu. Mà nhưng mà chúng ta không thể thoát được, bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống ở trong cái thế giới con người. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải lui về sống với chất Phật của mình, dược sư của mình. Tức là thỉnh thoảng chúng ta phải có cái thời gian chúng ta ngồi tĩnh lặng. Chứ còn nếu chúng ta sống mà cứ phóng ra như vậy hoài thì không bao giờ chúng ta yên nổi. Cũng giống như nhà mình vậy, một tháng 3 tuần đãi tiệc thì phải có 1 tuần nghỉ ngơi. Chứ tuần nào cũng tiệc thì dọn hoài chịu gì nổi. Mình thực tế là nó như vậy. Cho nên trong tâm của chúng ta, mỗi ngày chúng ta phải để dành thời gian một chút để chúng ta gạn lọc. Hết tiếp xúc ở trong hãng rồi, về tiếp xúc ở trong nhà, rồi tiếp xúc ngoài đường, tiếp xúc với bạn, tiếp xúc xung quanh. Mà tiếp xúc nhiều chừng nào mà nếu chúng ta không có cẩn trọng thì sao? Chúng ta bị trôi theo nó lúc nào mà chúng ta không biết. Người tu cũng bị chứ đừng nói người đời. Cho nên người nào cũng vậy á, mỗi người chúng ta phải có cái nhà để chúng ta trở về. Mà cái nhà đó là gì? Đó là tịnh độ của mình. Mà mình không trở về được với tịnh độ của mình thì khó mà mình có được một cái độ mà nó tịnh. Chúng ta sẽ biến tịnh thành uế. Uế là dơ, tịnh là sạch.
Cho nên mỗi người chúng ta, tại sao chúng ta phải tụng một thời kinh? Ví dụ như nãy giờ quý vị ngồi, quý vị tụng 40 phút kinh, là cái tâm mình yên xuống, mình dò theo kinh, mắt mình đọc theo chữ, miệng mình tụng, tai mình nghe đại chúng tụng. Tức là mình đang trở về với tịnh độ của mình 40 phút. Tại vì mình không lo nghĩ gì hết, về chỉ lo đọc kinh thôi. Cho nên cái đó là một cách. Và thưa đại chúng, cái cách đó là cách gì? Cách uống thuốc để trị cho tâm của mình bớt loạn. Cho nên mỗi người chúng ta mỗi ngày đều phải có một viên thuốc nào đó để mà định cái tâm mình. Bằng cách nào? Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Nhưng mà đừng có đợi tới khổ mới tụng. Tại vì lúc đó khổ mà tụng á, ngồi đọc cho chúng hiểu gì hết á. Thì Pháp Hòa ví dụ ha, lúc mình bình thường mình không có chuyện gì để lo, tụng mà tâm còn phóng nữa đó. Chứ đừng nói là lúc mình đang có một cái chuyện lo lắng khổ não trong lòng, lúc đó mở cuốn kinh ra tụng thì cũng tụng đó. Nhưng mà thật sự cái sự mà an tịnh thấm thía không bao nhiêu hết. Nhưng mà cũng phải tụng. Tại vì giống như mình tới bệnh muốn uống thuốc thì nó đắng lắm, nhưng mà phải ráng uống. Còn nếu mà mỗi ngày mình uống một viên multivitamin thì có lẽ nó balance cái cơ thể mình rồi, thì cái vấn đề bị cảm nó giảm lại. Còn mà tới mà đợi tới cảm nặng rồi muốn uống thuốc thì đâu phải uống một viên là hết được, phải uống tới 5-7 viên mới hết. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên Đức Phật á, là một vị thầy thuốc. Chúng ta thường gọi Phật là Y Vương. Y là thuốc, Vương là vua, vua của các thứ thuốc. Bởi vì Phật biết bệnh, Phật cho thuốc. Hồi nãy quý vị nhớ không? Khi mà nói một lô bệnh rồi thì bây giờ nói cái cách trị bệnh. Cái cách trị bệnh đó là cách trị bệnh làm sao? Cái cách trị bệnh đó là cái cách là từ bi hỷ xả là thuốc, nhẫn nhục nhu hòa là thuốc, chánh tính tâm bảo là thuốc, ăn no cam lộ là thuốc, ham cầu pháp vị là thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, phản bản hoàn nguyên là thuốc, có lỗi sửa lỗi là thuốc. Tại vì thường ngày chúng ta bắt đầu thu gom cái bệnh mà chúng ta không tìm thuốc. Cho nên cái cách tu của Phật giáo á, là mỗi người, mỗi chúng sanh, ai có một cái khổ gì thì chúng ta tìm một cái phương thuốc đó, cái cách đó để chúng ta điều trị cái tâm của mình. Cho nên có rất nhiều cái cách à, ví dụ mình niệm Phật cũng là một cách định tâm, mình ngồi thiền cũng là một cách định tâm, mình tụng kinh cũng là một cách định tâm, mình lại Phật cũng là một cách định tâm. Thì bây giờ tùy mình. Thí dụ bây giờ mình thấy là hiện tại bây giờ mình tụng kinh khó mà mình chú tâm quá, thì bắt đầu mình lại. Có một em Phật tử gần đây lên thì nói với Pháp Hòa là trong lòng có rất là nhiều những cái khó chịu. Em cứ có bị những cái tiếng, bị bệnh hoang tưởng, nghe những cái tiếng rồi người ta biểu làm này biểu làm kia em làm theo. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ á đừng có ngồi yên, tại vì ngồi yên là cái tưởng nó sanh khởi dễ nữa. Thì Pháp Hòa mới nói rảnh á chạy lên chùa làm chùa, công việc trong chùa lăn xăng vậy nó cũng quên gì cái đó một phần. Rồi làm gì nữa? Lại Phật. Cứ lên lại Phật. Gần đây ở chùa mình thường thường buổi trưa có một cô người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc gì đó, có nhiều lúc cô lên đây cô ngồi cô đọc kinh từ sáng tới chiều. Cô có một cái iPhone nhỏ nhỏ đó, cô download mấy cái bài kinh bằng cái tiếng của cổ đó. Rồi cô xin một cây hương cô thắp rồi cô ra ngoài đó cô ngồi. Hết một cây nhang rồi cô lại cô thắp một cây nhang khác, cô ngồi cô tụng tiếp. Mà nhiều lúc cô thấy cô ngồi một ngày như vậy mấy cây nhang vậy đó. Vậy thì trong lúc đó là cô đã bệnh dữ lắm. Rồi cô đang tìm một cái phương cách để giúp cho cái tâm định. Và thưa đại chúng, mà người chỉ khi nào chúng ta có cái định tĩnh
thì cái trí tuệ của mình nó mới sanh, và chúng ta thấy được cái gì chúng ta cần làm, cái gì chúng ta cần bỏ. Hồi nãy mình tụng cái bài ấy, chú dược sư: Nam mô Bạc già Phạt đế Bệ sắc xả lũ rô, Thích lưu ly bắt lạc bạc, Ra xà giả đắc thái, Đa giả ra đế tam bộ, tam bộ đại gia đắc điệt tha, Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tam một, yết đế tối ha. Đó là một bài thần chú của Đức Phật dược sư. Và cái bài đó dịch như thế này: Quy mạng Đức Thế Tôn, dược sư lưu ly, quang vương Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Chân ngôn rằng là đát điệt tha đó. Đát điệt tha là chân ngôn rằng: Xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh quả báo, bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh vô minh, để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả vô thượng bồ đề. Như vậy thì quý vị thấy cái bài thần chú đâu có gì gọi là ghê gớm. Sở dĩ chúng sanh bệnh là mắc mấy thứ: một, nghiệp ác, kiến tư, trần sa, vô minh, quả báo, năm thứ. Bây giờ nói một cái thôi là mình cũng thấy mình trầm luân khổ lụy rồi. Cái kiến tư hay là cái vô minh, cái thấy của mình luôn luôn mình cho là đúng, và chính mình xác định mình đúng mà người khác sai, cho nên từ đó mình bực, rồi mình nói những lời khó nghe, người khác cũng bực theo, rồi mình tạo ra một cái hoàn cảnh không hay do cái kiến tư của mình. Đó là chưa nói tới vô minh. Vô minh là còn ghê gớm nữa. Vô minh là gì? Luôn luôn sống trong mê mờ u tối, không thấy được cái gì chính đáng phải nên làm, cái gì không nên làm. Có nhiều khi mình đem cái vui ngắn ngủi của mình để đánh đổi cả một cái hạnh phúc lâu dài của mình. Đó là vô minh. Pháp Hòa ví dụ như là mình đi làm cực khổ, mình tới cái mùa đánh banh, hockey, football gì đó, mình đem tiền mình đánh cá, mà hãy mất một cái là mất hết. Mà mình thấy rằng mình đi kiếm tiền bằng cái cách cờ bạc đâu có được. Không có ai mà làm giàu do cờ bạc hết. Mà chỉ có những người mà người ta sâu những cái, người ta làm chủ những cái cờ bạc thì người ta mới giàu. Còn mình là người chơi thì ít khi nào mà mình có thể mình giàu có được cái đó. Mà khi tiền của mà mất rồi thì hạnh phúc cũng mất theo. Và có nhiều người đang sống hạnh phúc nhưng mà không thấy được cái hạnh phúc của chúng ta đang có. Chúng ta làm những cái điều dại dột để cho gia đình mình tan vỡ, mất hạnh phúc nhiều lắm, rất là nhiều. Thì quý vị thấy rằng mỗi người chúng ta cần phải tiếp một cái phương thuốc để trị cái bệnh vô minh, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh quả báo, nghiệp ác của mình. Nghiệp đó, mỗi ngày mình mỗi tạo, ngày nào mình cũng tạo hết á. Nhưng mà hễ mình chánh niệm thì tạo nghiệp lành, không chánh niệm thì tạo nghiệp ác. Tại sao mình phải thắp 7 ngọn đèn? Bởi vì đèn là tượng trưng cho trí tuệ, là ánh sáng. Trong kinh nói đó, mình muốn giải khổ thì trước mỗi Đức Phật đặt 7 ngọn đèn. Phật dược sư là tức là mình muốn tìm một phương thuốc, và mỗi người chúng ta cần phải thắp đèn lên, thắp cái trí tuệ của mình lên để mình biết mình phải cần làm gì để giúp người thân mình hết khổ. Tối hôm qua đó, 10 giờ Pháp Hòa đi vô bệnh viện để hộ niệm cho một anh Phật tử, ngày xưa là huynh trưởng gia đình Phật tử Thiện Tâm ở đây. Đó là anh Nguyễn Thế Phương. Pháp danh của anh là Trúc Pháp. Thì bác sĩ nói cho biết là anh chỉ còn không lâu đâu, trong vòng vài ngày nữa thôi. Thì người nhà cho Hòa biết thì Hòa lên. Sau khi Phật sự ở chùa xong thì Pháp Hòa vào bệnh viện thăm anh. Thì lúc mà Pháp Hòa tới thì người nhà gọi anh thì anh mở mắt. Anh thấy Pháp Hòa vô, anh mở mắt mà miệng mặc dù đang để cái ống thở mà cũng cố gắng giơ tay mô Phật. Thì Pháp Hòa thấy như vậy là Pháp Hòa mừng rồi. Nghĩa là cái giây phút cận kề mà vẫn tỉnh.
Pháp Hòa tụng một thời kinh ngắn, Pháp còn thời gian còn lại là Pháp Hòa dùng để Pháp Hòa khai thị cho anh. Pháp Hòa đọc nguyên cái bài sám mà gia đình Phật tử thường tụng mỗi Chủ nhật khi đi sinh hoạt á. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà. Cái bài đó là gia đình Phật tử tụng mỗi Chủ nhật. Tụng xong cái Pháp Hòa mới hỏi: Pháp Hòa tụng có trật chữ nào không? Anh lắc đầu. Nghĩa là Pháp Hòa muốn gợi lại những cái gì mà anh nhớ, trong khi một cái người mà mình huân, lúc còn sống mình huân cái đó, thì khi mà tới cái giây phút mà sắp ra đi thì những cái đó nó đi ra. Giờ Pháp Hòa có hộ niệm và đọc lên nè, tâm của anh giao theo, duyên theo. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vân vân. Xong rồi Pháp Hòa mới tụng, đọc cái bài bốn lời nguyện: chúng sanh không số lượng, thệ nguyện điều độ khắp, phiền não không cùng tận, thệ nguyện điều dứt sạch, vân vân. Đọc xong hỏi anh: đúng. Pháp Hòa nhắc anh Phương: anh em mình là 30 năm rồi. Anh nhớ cái ngày đầu thầy viện chủ ở bên trại tị nạn mới qua, anh với Pháp Hòa là hai người đầu tiên lên thăm thầy không? Nhớ hết. Pháp Hòa nhắc những cái hạnh lành của anh hồi còn đi làm khỏe, có tiền mua băng cassette, thâu băng biếu cho Phật tử. Pháp Hòa nhớ cái nhà anh ở đâu, địa chỉ nào, con đường nào 30 năm trước. Pháp Hòa nhắc lại những cái hình ảnh đẹp của những người Phật tử hồi xưa, sáng Chủ nhật nào rủ nhau đi bộ lên niệm Phật đường, đoàn quán gia đình Phật tử tụng kinh sinh hoạt. Anh nhớ hết. Rồi Pháp Hòa hỏi: anh nhớ Tứ Diệu Đế không? Trong cái khổ đó có gì? Sanh già bệnh chết. Anh có sợ chết không? Không sợ chết. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. Như vậy thì trong khi mà anh còn khỏe đó, anh đã huân cái đó. Quý vị biết là bị mổ xương sống mà nó bị lệch dây làm sao đó, mà bệnh như vậy là hơn 20 năm. Từ năm anh mới có khoảng 30 tuổi không tới nữa, mà bây giờ anh 52 tuổi rồi. Hơn 20 năm. Cái chùa Trúc Lâm mình năm tới này khánh thành đủ 20 năm mà anh bệnh trước đó. Thì quý vị thấy một người thanh niên đang ở một cái tuổi như vậy, đùng một cái bệnh tật nó tới, nghiệp duyên nó đến, nhưng mà không có khổ. Ở trong long term care, lâu lâu Pháp Hòa lên thăm, mở iPad nghe giảng. Chiếc xe đẩy chính phủ cho đó, đi khắp phố hết. Hồi mẹ anh mất đó, tuần nào anh cũng lên đây, rất có hiếu. Lúc mẹ anh cũng già, vô trong long term care senior home ở, ngày nào cũng đẩy chiếc xe đi xe bus từ chỗ của ảnh ở chính phủ đi tới cái chỗ bà già. Pháp Hòa lên thăm bà già bất tử, gặp ảnh ngồi. Pháp Hòa nói: ủa, hai mẹ con ngồi đây làm gì? Từ sáng tới tối mẹ nhìn con nhìn mẹ, tại vì không còn sức để nói. Nhưng mà ảnh có một cái điều là biết mẹ trên này, lên với mẹ cho mẹ vui. Như vậy thì sự có mặt của anh đó là một liều thuốc cho bà già, tại vì bà già cũng thương nhớ con, biết con mình bệnh, rồi bà già cũng bệnh theo. Cho nên thưa đại chúng là nhiều khi á, cái thuốc của mình không phải là một cái viên thuốc, một cái liều thuốc bạc ngàn, mà nhiều khi chỉ là một viên thuốc rất nhỏ, là sự có mặt của mình cho người thân. Ví dụ như con mình nó sinh nhật, mà nếu mình nhớ ngày sinh nhật nó, mình ở nhà với nó mua cái bánh nhỏ nhỏ cho nó vẫn vui. Kỷ niệm mà hai vợ chồng mà đám cưới 20 năm mà bà vợ quên mất, mà ông chồng nhớ, ông chồng mua cái hoa về tặng: em nhớ hôm nay ngày gì không? Ngày kỷ niệm mình 20 năm. Vừa rồi Pháp Hòa đi qua Mỹ, có một cặp vợ chồng sống với nhau 20 năm mà chưa đám cưới.
Nhân cái lúc Pháp Hòa đi qua tối khuya rồi, hai vợ chồng lên thăm rồi, nói thầy, hai vợ chồng con chưa đám cưới mà hôm nay thầy làm đám cưới cho tụi con được không? Đám cưới nửa đêm vậy. Đám cưới bằng cách nào? Chỉ cần nắm tay hai vợ chồng đặt lên nhau trước bàn Phật và chúc nguyện cho hai vợ chồng vậy thôi. Tại vì đã sống với nhau không có cái lễ cưới mà đã sống hạnh phúc được 20 năm. Thì hôm nay là kỷ niệm 20 năm mà nhân dịp thầy qua nữa, cho nên nhất định lên đây xin thầy cho cái đám cưới đơn giản vậy thôi. Cho nên nhiều khi á, thuốc là gì? Những cái mà chúng ta đối xử với nhau á, nhiều khi nó linh diệu mà nó có công lực còn hơn thuốc nữa. Nhiều khi uống thuốc nó phải thấm từ từ. Người ta đang buồn, người ta cần sự có mặt của mình, mà mình xuất hiện một cái người ta vui hẳn ra. Đó là thuốc rồi. Cho nên thưa đại chúng là mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng làm một Đức Phật dược sư hết. Ai cũng có khả năng trị bệnh cho mình, cho người thân của mình. Mà nếu như mà mình nhận ra được cái gì thì mình thấy rằng Đức Phật dược sư không có xa mình đâu. Tại sao Phật dược sư không ở phương khác mà ở phương Đông? Tại vì phương Đông là một chỗ mặt trời mọc. Mà chỗ mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống, cho ban ngày, cho sự sống. Thì Đức Phật dược sư ở phương Đông bởi vì là tượng trưng cho một Đức Phật luôn luôn cho chúng ta những phương thức để chúng ta ứng xử sống với nhau. Tại sao Phật Di Đà ở phương Tây? Vì phương Tây là mặt trời lặn. Mà mặt trời lặn là tượng trưng cho sau một ngày chiều rồi chúng ta trở về. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải tiếp xúc hai Đức Phật. Sáng thì tiếp xúc với Phật Dược Sư, chiều tiếp xúc Phật Di Đà. Nghĩa là chúng ta mỗi ngày phải ứng xử như thế nào để chúng ta sống. Chiều lại chúng ta trở về lặng lẽ với chính mình mà chúng ta không hề hối hận, hối tiếc là chúng ta đã sống không đúng với người thân của mình, với những người xung quanh của mình. Cho nên hai Đức Phật đó có ngụ ý, có cái sự ký kết với nhau. Tôi ở phương Đông, ông ở phương Tây. Buồn buồn làm thơ, thôn đòi ngồi nhớ thôn Đông. Cho nên phương Đông là tượng trưng cho sự sống, phương Tây là tượng trưng cho sự trở về. Và sáng nào mình đi làm, phải không? Chiều tối mình trở về. Đó. Đi ra khỏi nhà buổi sáng làm việc để kiếm tiền sống, buổi chiều trở về nhà mình nấu cơm hạnh phúc. Thật ra mỗi người chúng ta ai cũng mở mắt buổi sáng, tối ngủ nhắm mắt. Nhưng mà có nhiều người nhắm mắt lại đau khổ, khó chịu, ngủ đầy ác mộng. Nhưng mà có người nhắm mắt lại ngủ hạnh phúc, một ngày mình đã trôi qua yên thấm nhẹ nhàng. Và thưa đại chúng, mà nhiều khi chúng ta sống trong những ngày bình an như vậy chúng ta không thấy, đến khi nào bất an rồi thì chúng ta mới quý những ngày bình an đã đi qua. Chứ cùng chừng đó mình mới thốt lên một câu: tôi mong tâm mình được thanh thản như người mong bình thường. Có nhiều khi gặp mình hỏi lúc này có gì lạ không? Bình thường, chán muốn chết. Nhưng mà hễ bữa nào mà gặp mình hỏi có gì lạ không? Bất thường. Mà khi nào mà gia đình bất thường, cuộc sống mình bất thường, thì mình sẽ nói một câu làm sao? Trời ơi trời, tôi chỉ muốn bình thường thôi mà cũng không được nữa. Nhưng mà lúc bình thường gặp mình mà hỏi thì nó chán muốn chết. Bình thường. Mà hễ lúc nào bất thường thì mình mong bình thường. Cho nên con người của mình sao? Luôn luôn sống với cái bất bình thường. Cho nên đó, cái ý nghĩa rất là hay. Quý thấy buổi sáng phải mở mắt, tối ngủ phải nhắm mắt. Mỗi một ngày chúng ta làm hai việc: mở mắt và nhắm mắt. Nhưng mà chúng ta phải mở mắt như thế nào để chúng ta thu gom những cái đẹp, để chúng ta nhắm mắt lại chúng ta có những cái đó. Cái điều này Pháp Hòa đã thưa với đại chúng hồi đầu năm nay này, cuối năm, trước khi chúng ta bước qua một năm mới. Cho nên mỗi ngày chúng ta gặp nhau, chúng ta tiếp xúc, tìm những cái đẹp thu gom trong lòng, để rồi một mai người đó không còn nữa,
mình có bóng dáng của người đó. Thí dụ như ở đây có rất nhiều chú, bác, cô, gì đã từng sống ở Minh Tinh này và đã từng sinh hoạt với chùa. Bây giờ những vị đó không còn, nhưng mà nhắc tới những vị đó thì chúng ta đều có những hình ảnh của người đó hết. Người đó thường đi như thế nào, thường ăn nói như thế nào, cái cách sinh hoạt như thế nào, mình vẫn nhớ hết. Cho nên mình phải chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi một nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Mỗi ngày mình thu những cái đẹp đó. Cũng giống như quý vị mà thuộc kinh vậy đó. Thuộc kinh trong lòng rồi thì đi bất cứ nơi nào, ngồi đâu, tự nhiên những bài kinh đó nó vẫn đi ra một cách nhẹ nhàng, và nó giúp cho mình an tịnh. Cho nên mỗi ngày niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhờ niệm được Tam Bảo cho nên tâm mình đó, nó giảm đi những cái dở, cái xấu, cái ác và tạo nghiệp. Ví dụ mình sắp sửa mình làm, mình phạm một trong năm giới, nhớ trực lại mình là Phật tử. Mình đi làm có nhiều khi mình dễ thương quá, người ta đeo đuổi. Nhưng mà nếu mình không có biết mình đã có gia đình rồi, cái là mình sao? Mình phóng theo cái là cuối cùng mình khổ sở, gia đình mình mất hạnh phúc. Thì nhớ trực lại, ồ tôi là một Phật tử mà một người cũng đã có gia đình, thì tự nhiên cái giới nó thành ra cái hàng rào đóng lại, nó không làm cho mình đi xa. Thấy người ta để đồ đó rất là thuận lợi để lấy. Cái này mà tháng tới có đám cưới mà đeo lên đẹp dữ lắm, mà khỏi mua nữa. Mà nhớ trực lại mình là Phật tử, không ăn cắp được, thì tự nhiên cái giới thứ hai nó xuất hiện rồi thì không làm cái việc đó. Mình có cái bệnh khoe, một khoe một hồi rồi cái mình khoe quá đáng, nhớ trực lại, trời ơi Phật tử mà đi nổ chi mấy chuyện này. Tết nổ phong pháo được rồi, nổ quanh năm ai chịu nổi. Thì giới thứ tư nó có mặt. Người ta rủ mình á, buồn quá đi đánh bài, đi uống rượu. Nhưng ngày hôm qua cái chú ơi, có bữa hôm có chú Phật tử, chú nói con mấy ngày nay con buồn lên, con ngồi nói chuyện với thầy con khuây khỏa, chứ con đi với bạn con không nói được gì hết trơn. Con hỏi sao vậy, bạn thân mà sao không nói, gặp nhau kéo bia ra uống, nói chưa xong chuyện xỉn hết trơn rồi nói gì nữa. Đó, thành thử ra không phải phương cách. Thôi thì hôm nay trước khi Pháp Hòa đi vắng thì cũng nhân cái ngày chủ nhật này xin thăm đại chúng, chúc đại chúng an vui, và nhớ là mỗi ngày chúng ta mở mắt sáng ra thì chúng ta tiếp xúc với Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, và chúng ta chiều về chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ thì chúng ta tiếp xúc với Đức Phật Di Đà, tức là trở về với sự tĩnh lặng của mình. Và sống như thế nào để hai Đức Phật này phò trợ cho mình, không bao giờ mình mất hai Đức Phật này trong tâm, thì chắc chắn cuộc sống của mình sẽ giảm thiểu đi cái phần lỗi lầm, và chúng ta sống nhiều với cái chất thiện. Chúc đại chúng an vui và sẽ gặp lại quý vị.